kính thưa thầy chủ tọa, kính thưa quý báo cáo viên cùng quý đồng nghiệp đang tham gia hội nghị hôm nay ạ, à. em rất là vinh dự được chia sẻ trong hội nghị về nội dung là những lưu ý trong sử dụng thuốc kiểm soát LDL cholesterol trên thực hành lâm sàng. Về nội dung mà chia sẻ của em gồm góp 4 phần, thứ nhất là các hướng dẫn điều trị, thứ hai là những lưu ý khi sử dụng statin, thứ ba là những lưu ý khi sử dụng non statin và cuối cùng là ca lâm sàng. thì chắc là quý đồng nghiệp cũng đã tham dự từ đầu tới, từ đầu tới, tới chương trình tới bây giờ thì cũng thấy là ở bài báo cáo của Uh, Tiến sĩ Vũ cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết về những cái khuyến cáo hạ LDL cholesterol của các hiệp hội lớn trên thế giới. Ví dụ như là ở Mỹ, ở Châu Âu hay thậm chí là ở Việt Nam mình là Hội tim mạch học vào năm 2023. Thì em xin phép là ở phần hướng dẫn điều trị thì em sẽ đi chủ yếu tập trung là mục tiêu điều trị LDL cholesterol và ở những phần tiếp theo thì mình sẽ tập trung nhiều hơn về những khía cạnh dược của việc sử dụng statin hay là non statin. Đầu tiên đi về các hướng dẫn điều trị thì uh, À, với hiệp hội tim mạch học Hoa Kỳ năm 2018 về uh, hướng dẫn điều trị rối loạn lipid rối loạn lipid máu chia làm hai nhóm là nhóm phòng ngừa tim phát bệnh tim mạch do sơ vữa và phòng ngừa thứ phát bệnh tim mạch do sơ vữa thì đối với uh, phòng ngừa tim phát bệnh tim mạch do sơ vữa thì mục tiêu điều trị LDL cholesterol là như thế nào thì nó không phải là mục tiêu là một con số cụ thể mà nó là độ giảm LDL cholesterol thể hiện thông qua statin là cường độ trung bình hoặc cường độ cao cho các nhóm đối tượng được hưởng lợi từ statin. Đó là các nhóm nào? Thứ nhất là nhóm LDL cholesterol uh, lớn hoặc bằng 190 mg trên dl Thứ hai là nhóm đối tượng đái tháo đường ở độ tuổi từ 40 đến 75 tuổi. Uh, thứ ba là nhóm đối tượng từ 40 đến 75 tuổi với LDL cholesterol từ 70 mg trên lít đến dưới 190 mg trên lít À, mà không có đái tháo đường và với bị đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch do sơ vữa 10 năm ở mức độ là từ mức độ trung bình cho đến mức độ nguy cơ cao. Về phòng ngừa thứ phát bệnh tim mạch do sơ vữa thì ở nhóm này mục tiêu LDL-cholesterol của mình là vẫn ưu tiên là sẽ giảm ít nhất là 50% LDL-cholesterol so với mức nền và sau đó mục tiêu cụ thể là LDL-cholesterol sẽ dưới 70 mg lít còn đối với Hiệp hội Tim mạch châu Âu năm 2019 thì mục tiêu điều trị đối với LDL cholesterol sẽ như thế nào? Là mục tiêu điều trị đối với dự phòng uh, tim phát và thứ phát ở bệnh nhân nguy cơ rất cao là phải giảm ít nhất là 50% LDL cholesterol so với mức nền và mục tiêu LDL cholesterol là phải dưới 55 mg trên Còn đối với bệnh nhân nguy cơ cao thì mục tiêu là giảm ít nhất 50% ldl cholesterol so với mức nền và LDL mục tiêu là dưới 100 dưới 70 mg trên À, với um, đối tượng là nguy cơ trung bình thì là mục tiêu LDL sẽ dưới 100mg trên đề xí lít vào lít um, bệnh nhân nguy cơ thấp thì là ldl cholesterol là dưới 116mg trên đề xí lít. Và như vậy thì... Um tiếp theo là gần đây là với đồng thuận uh, của hội tim mạch hoa kỳ năm 2022 thì mục tiêu LDL cholesterol có khác gì so với hay là hiệp hội tim mạch uh, hoa kỳ hay là châu âu hay không thì với đồng thuận này cho thấy là uh, ở nhóm dự phòng thứ phát bệnh tim mạch cho sơ vữa ở nhóm nguy cơ rất cao thì mục tiêu sẽ là giảm ít nhất 50% LDL cholesterol và LDL cholesterol uh, mục tiêu là dưới 55 mg trên còn đối với um, bệnh đối với đối tượng là ở ờ, bệnh nhân nguy cơ không phải là nguy cơ rất cao bệnh tim mạch do sơ vữa thì mục tiêu sẽ là giảm ít nhất 50% LDL cholesterol và LDL cholesterol là dưới 70 mg trên dl và mình sẽ đi sâu hơn về các chiến lược kiểm soát LDL cholesterol dựa trên các uh, statin hoặc là non statin cho từng nhóm đối tượng này thì đối với nhóm đối tượng là uh, dự phòng thứ phát uh, bệnh tim mạch do sơ vữa trên lâm sàng ở bệnh nhóm bệnh nhân nguy cơ rất là cao thì uh, trên bệnh nhân này đã sử dụng statin thì mình sẽ xem xét là nếu như mà chưa đạt mục tiêu như trên mà đã sử dụng statin thì mình sẽ phải xem lại về việc là điều chỉnh lối sống uh, từ sự tuân thủ của việc sử dụng statin kiểm soát những yếu tố nguy cơ và những cái phản ứng có hại liên quan tới statin và nếu statin mình đang sử dụng là chưa phải là statin cường độ cao thì mình sẽ nâng tối đa lên statin cường độ cao và sau khi tất cả những cái liệu pháp mình sử dụng thậm chí là uh, sử dụng statin liều tối đa dung nạp nhưng mà vẫn không đạt được mục tiêu điều trị thì mình sẽ cân nhắc là phối hợp thêm non-statin. Như vậy thì đầu tiên là mình sẽ bước đầu tiên mình sẽ cân nhắc non-statin nào thì bước đầu tiên mình sẽ cân nhắc là non-statin là ezetimibe và hoặc bia ức chế PCSK9. Và sau khi mà mình phối hợp non-statin này mà vẫn không đạt mục tiêu LDL cholesterol như trên thì mình có thể cân nhắc thêm là axit bembedoic và hoặc là iliiran thì In Lysirang, giống như là cô Trang đã chia sẻ thì đó là một cũng là một cái ức chế tổng hợp PCSK9 mà là can thiệp RNA. Và nếu như mình đã phối hợp tất cả những non statin trên cùng với bên cạnh liệu pháp statin liệu tối đa dung nạp mà vẫn không đạt được mục tiêu điều trị thì sẽ như thế nào thì mình lại phải thêm lại là mình sẽ liên lạc với lại chuyên gia uh, về lipid máu, điều trị lipid máu cũng như là những nhà dinh dưỡng học để có thể là mình sẽ tìm ra được cái chiến lược um, điều trị các thể hóa cho từng bệnh nhân. Còn uh, tiếp theo đó là về chiến lược là dự phòng thứ phát. Trên nhóm đối tượng bệnh nhân là không phải nguy cơ cao uh, bệnh tim mạch do sơ vữa thì uh, cũng tương tự ở nhóm đối tượng là bệnh nhân nguy cơ cao, tức là mình cũng sẽ phải điều chỉnh lối sống, uh, điều chỉnh về cái sự tuân thủ đối với statin uh, về kiểm soát yếu tố nguy cơ cũng như là các phản ứng có hại liên quan đến statin cũng sẽ tối ưu cái liều tối đa dung nạp cao nhất của và nếu không đạt thì ở nhóm này đầu tiên là mình sẽ cân nhắc là xem xét là thêm vào ezetimibe rồi bước thứ hai thì mình có thể là cân nhắc là thêm vào hoặc là thay thế ezetimibe bằng ức chế PCS9 và sau đó là ở bước thứ ba là mình sẽ thêm vào có thể là benzbromuric acid hoặc là inlisiran và cũng tương tự nếu tất cả những cái biện pháp non statin bên cạnh statin tối ưu dung nạp mà vẫn không đạt được mục tiêu điều trị thì mình sẽ liên hệ với lại bên chuyên gia về điều trị lipid máu cũng như là nhà dinh dưỡng học và một điểm đặc biệt cần lưu ý là uh, chưa có bất kỳ một cái nghiên cứu nào về việc là phối hợp uh, kháng thể đơn dòng ức chế PCSK9 với lại InlysiRan cho nên nếu là cũng cũng là một cái chất can thiệp RNA ức chế PCSK9 luôn cho nên là khi mà mình phối hợp khi mà mình sử dụng đến InlysiRan thì mình cân nhắc là mình, mình mình bắt buộc là mình phải ngưng cái uh, kháng thể đơn dòng PCSK9 và như vậy thì mình thấy là xuyên suốt trong các hướng dẫn điều trị cũng như các đồng thuận thì uh, những cái vì nguyên tắc cơ bản trong cái việc là lựa chọn các liệu pháp thuốc để non statin hay là statin để mà điều trị đó chính là dựa vào mức độ giảm LDL cholesterol để đạt được mục tiêu điều trị LDL cholesterol dựa trên những uh, đánh giá về nguy cơ tim mạch. Và rất là slide này cũng giống như các slide của uh, thầy Vũ hay là cô Trang ạ. À. Dạ thì uh, khi mà mình phối hợp Uh, PCSK9 cùng với uh, Satin liều cao và ezetimibe thì đạt được cái mức giảm LDL cholesterol trung bình là cao nhất là 85%. Và mình đi uh, ở phần tiếp theo đó là phần những lưu ý khi mình sử dụng statin. Thì uh, những lưu ý, mình có bốn lưu ý khi mình sử dụng statin. Đó chính là về liều dùng, thời điểm dùng thuốc, phản ứng có hại của thuốc, tương tác thuốc, cũng như là theo dõi hiệu quả và độ an toàn của thuốc thì đây là bảng cho thấy bảng về liều uh, statin ở các cường độ là cường độ cao trung bình và thấp thì ở cường độ cao sẽ là a từ 40 80 mg rosuvastatin từ 20 đến 40 mg và các liều um, statin khác từ cường độ trung bình cho đến cường độ thấp như ở trên bảng và mọi người thấy là đối với những cái statin cùng với liều mà được in đậm thì nó là những statin và liều đã được nghiên cứu trong những thí nghiệm ACT và được chứng minh được cái hiệu quả giảm được các biến cố tim mạch lớn còn những um, cái statin và liều mà không có được in đậm thì nó là được FDA được FDA Approve cho cái điều trị uh, kiểm soát hại LDL cholesterol về tiếp theo một cái điểm lưu ý khi mà sử dụng statin đó chính là liều rosuvastatin ở người châu Á sẽ như thế nào thì khi sử dụng rosuvastatin ở châu Á thì nó làm tăng nồng độ thuốc ở người dân châu Á và các nghiên cứu dược động cho thấy là uh, diện tích dưới đường cong hay là AUC trung vị và nồng độ đỉnh tăng gấp hai lần ở người châu Á như là Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Hàn Quốc so với người da trắng còn ở người ấn độ gốc Á thì cho thấy là tăng gấp 1,3 lần uh, AOC trung vị và nồng độ đỉnh do đó là theo thông tin cây toa của Restor thì chống chỉ định sử dụng Rosuvastatin 40mg ở châu Á. Và vào năm năm 2022 thì Cục Quản lý Dược của mình cũng đã có một cái quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành uh, với tất cả các thuốc có chứa hoạt chất Rosuvastatin 40mg. Lý do cũng là, là chống chỉ định cho người dân châu Á vậy thì các bác sĩ có thể sử dụng rosuvastatin 30mg hay không thì hiện tại ở thị trường Việt Nam không có rosuvastatin 30mg tuy nhiên là ở châu Âu thì có chế phẩm này và nhưng trong thông tin cây to của chế phẩm rosuvastatin 30mg nó cũng chống chỉ định sử dụng rosuvastatin 30mg ở người dân châu Á cũng vì lý do là nó sợ là tăng có nguy cơ bệnh cơ hay là tiêu cơ vân vì vậy cho nên là Um, khi mà sử dụng rosuvastatin ở người châu Á thì mình lưu ý là liều khởi đầu sẽ là 5 mg dùng một lần một ngày và tối đa sẽ là 20 mg dùng một lần một ngày. Và nó cũng cái liều tối đa này thì nó phù hợp với là hướng dẫn điều trị đó là lipid máu của Trung Quốc và của Hàn Quốc uh, trên thực hành lâm sàng là Atot là 80 mg và rosu là 20 mg về điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận thì như các bạn cũng đã thấy đối với tất cả statin thì chỉ có a tộc và satin là không cần chỉnh liều cho các mức độ suy thận còn các statin còn lại thì cần phải thận trọng hoặc là theo dõi xét khi mà sử dụng statin khi với cái chức năng thận mà dưới mà độ lọc cầu thận dưới 30 ml trên phút và ở một điểm chú ý ở đây là rosuvastatin thì theo thông tin kê toa của Việt Nam là chống chỉ định sử dụng rosuvastatin trên người bệnh có um, độ lọc cầu thận tính bằng ml phút trên mét vuông da là dưới 30 ml trên phút còn ở thông tin kê toa của Mỹ thì họ vẫn có thể cho phép là sử dụng rosuvastatin à, khởi đầu là 5 mg và tối đa là 10 mg trên bệnh nhân có cái độ lọc cầu thận là dưới 30 ml trên phút. Cho nên là ở Việt Nam thì uh, khi mà sử dụng rosuvastatin mọi người ở mức độ suy thận là dưới 30 ml trên phút thì mọi người chú ý là mình có thể cân nhắc là chuyển uh, mình phải nên chuyển mình phải chuyển sang là atorvastatin bởi vì nó là chống chỉ định. Còn ở người bệnh suy gan thì sao? Thì statin là chống chỉ định sử dụng statin ở người bệnh gan hoạt động hoặc là tăng transaminase huyết thanh dài dẫn không rõ hoặc là sơ gan mất bù. Về thời điểm dùng statin thì um, mọi người đều biết là cholesterol tổng hợp nhiều nhất là vào buổi tối cho nên từ trước đến giờ thì các bác sĩ sẽ hay sử dụng statin là vào buổi chiều là để khi khi sử dụng buổi chiều thì nồng độ đỉnh đạt được là vào buổi tối thì cái hiệu quả của nó sẽ cao nhất tuy nhiên là theo khuyến cáo của FDA cũng như là tổng quan hệ thống và phân tích gợp năm 2017 của cặp ma và cộng sự thì cho thấy là với các statin mà tác dụng kéo dài như là atorvastatin, rosuvastatin hay là luvastatin nhưng mà dạng là viên phóng thích kéo dài thì có thể sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày với fluvastatin viên phóng thích tức thì lovastatin và simvastatin với thời gian tác dụng ngắn thì có thể thì phải dùng là buổi, buổi chiều tối là tốt nhất còn ravastatin thì mặc dù tác dụng ngắn nhưng mà khuyến cáo của FDA vẫn là bất kỳ thời điểm nào trong ngày vì nó không ảnh hưởng tới cái hiệu quả điều trị tiếp theo là về phản ứng có hại của thuốc của statin thì đây là tần suất những phản ứng có hại có xuất hiện trong những cái thử nghiệm ACT ví dụ như là thứ nhất là về những cái biểu hiện triệu chứng trên cơ liên quan tới statin như là đau cơ thì trong thử nghiệm lâm sàng thì rất không nhiều tức là từ một đến năm phần trăm tuy nhiên trên lâm sàng nó nó rất là nhiều tức là từ 5 đến 10%. phần trăm hoặc là những cái bệnh về cơ tiêu cơ vân thì là hiếm xảy ra ngoài ra thì có những cái phản ứng như là phản ứng có hại như là khởi phát đái tháo đường khi mà sử dụng statin thì có thường xuyên xảy ra hay không thì trong nghiên cứu ACT là nó phụ thuộc vào vấn đề là những cái yếu tố nguy cơ ở những bệnh nhân là có những yếu tố nguy cơ có thể làm tăng cái nguy cơ đái tháo đường ví dụ như là um, hội chứng chuyển hóa hay là BMI là lớn hơn bằng 30 về tăng men gan trên 3 lần giới hạn trên thì trong nghiên cứu là không thường gặp hoặc là suy gan là hiếm gặp về uh, rối loạn về rối loạn nhận thức hay là suy giảm trí nhớ thì cũng hiếm hoặc là những phản ứng có hại khác như là ung thư hay là đứt gân vân vân như vậy thì đó là những uh, tần suất phản ứng có hại uh, trên thử nghiệm lâm sàng vậy thì trên đời thực sẽ như thế nào thì um, đây là thống kê tỷ lệ báo cáo phản ứng có hại của thuốc gửi về HU và cho thấy là về rối loạn hệ cơ xương và mô liên kết liên quan đến statin thì là chính tỷ lệ cao nhất là từ 21 cho đến từ 19 cho đến 35% và rối loạn hệ thần kinh trung ương liên quan đến statin là được báo cáo ada về HU là từ uh, 8 cho đến 10% và trong uh, rối loạn hệ cơ xương và mô liên kết thì uh, đau cơ thì tỷ lệ báo cáo và IDA về hưu là cao, chiếm tỷ lệ là từ uh, 15% cho đến khoảng 22%. Và trong rối loạn hệ gan mật thì bất thường về chức năng gan thì chiếm tỷ lệ cũng cao hơn so với cái bất thường khác là từ 1,5% đến 3,6%. Tiếp theo là về uh, tương tác thuốc thì mọi người cũng đã biết là các statin một số statin là thường chuyển hóa qua hệ thống là trăm B450 và những statin mà chuyển hóa qua B450 thì nó sẽ tương tác với những thuốc cảm ứng hay là ức chế B450 và ở trên bảng mình thấy là a tập low và sim là chịu hóa qua sit ba bốn, low vatatin chịu hóa qua hai c chính còn lại rosuvastatin, pravastatin và betavastatin thì gần như là ít hoặc là không có chịu hóa qua hệ thống citorum b bốn trăm năm mươi như vậy thì những cái thuốc mà tương tác với những statin chuyển hóa qua cytochrome 3A4 sẽ dẫn đến tăng nguy cơ về bệnh cơ hay là tiêu cơ văn là những thuốc nào ví dụ như là uh, nhóm uh, nhóm kháng nắm azon hay là dutiazem, amlodipine, hay Amuron thì em xin đi nhanh về tương tác thuốc của một số những statin ví dụ như là về atorvastatin thì mình sẽ thận trọng khi mà dùng chung với phenofibrat vì tăng có nguy cơ về bệnh về cơ và khi dùng chung với digoxin thì cũng hay thường dùng ở bên, ở những bệnh nhân tim mạnh thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ digoxin khoảng 20% cho nên mình phải theo dõi nồng độ digoxin rất là chặt khi mà dùng với atorvastatin và khi mà dùng chung với rifampicin thì nó sẽ làm giảm nồng độ của atorvastatin nên theo khuyến cáo là mình sẽ dùng cùng một lúc uh, rifampicin và atorvastatin đồng thời. Về uh, thuốc gắn với axit mật thì nó làm giảm hấp thu của tất cả các, tất cả các statin nói chung không chỉ là atorvastatin cho nên là khi mà sử dụng với thuốc gắn axit mật thì mình phải dùng uh, statin là ít nhất mà trước một tiếng hoặc là ít nhất là sau 4 tiếng đối với thuốc gắn axit mật này về rosuvastatin thì cũng tương tự là cũng tăng cũng làm cũng phải thận trọng khi mà sử dụng chung với phenofibrat hay là những thuốc gắn axit mật simvastatin là một thuốc mà có rất là nhiều tương tác thuốc đặc biệt là nó chống chỉ định sử dụng trên những thuốc mà ức chế C3A4 mạnh bởi vì nó sẽ làm tăng cái nồng độ simvastatin rất là cao tăng cái nguy cơ phản ứng có hại của thuốc ví dụ như là những thuốc chấm chỉ định khi mà sử dụng simvastatin như là silosporin cilosporin, voriconazole, ketoconazole hay là erythromycin và một cái quan trọng là dabigatran thì khi mà sử dụng chung với simvastatin thì nó làm tăng cái nồng độ dabigatran tăng nguy cơ xuất huyết vì vậy là nên tránh dùng ngoài ra thì nếu mà dùng chung simvastatin với tricatrelor thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ của simvastatin cho nên giới hạn simvastatin uh, 40mg một ngày khi mà dùng chung với ticagrelor và khi mà dùng chung với hoạt farin và simvastatin thì warfarin là làm tăng uh, thì uh, simvastatin làm tăng nồng độ của hoạt farin dẫn đến là làm có thể làm tăng INA cho nên việc theo dõi INA uh, phải thường xuyên và Luvastatin thì cũng tương tác với hoạt farin tương tự về việc theo dõi trong quá trình sử dụng thì thứ nhất là về theo dõi hiệu quả của satin uhm, thì tần suất khi nào mình sẽ đo những cái chỉ số xét nghiệm về lipid sau khi là mình bắt đầu uh, satin hoặc là sau khi điều chỉnh satin là từ 4 đến, là từ 4 đến 12 tuần và khi nào là mình sẽ xét nghiệm lại lipid huyết khi mà uh, bệnh nhân đã đạt được cái mục tiêu lipid thì là uh, hàng năm chứ không phải là định kỳ bởi vì uh, trừ khi là có những cái sự uh, uh, vấn đề về không tuân thủ về theo dõi độ an toàn của thuốc thì bên này mình có nói về vấn đề là tăng men gan khi mình sử dụng statin thì như vậy là khi nào thì mình nên là đo uh, ALT trong quá trình là sử dụng statin thì là mình sẽ đo là trước khi điều trị uh, một lần uh, 8 đến 12 tuần sau khi bắt đầu điều trị hoặc là sau khi bắt đầu điều chỉnh liều hoặc là thường quy mình có nên đo thường quy ALT hay không thì câu trả lời là không nên đo thường quy trừ khi là có những cái bệnh về gan trong quá trình sử dụng statin. Và nếu mà men gan tăng thì mình sẽ xử trí như thế nào? thì mình sẽ coi là mức độ tăng của men gan là ALT nếu mà tăng uh, lớn hơn bằng 3 lần giới hạn trên thì mình sẽ dừng uh, statin, ngưng statin và giảm liều hoặc là kiểm tra, và sau đó là kiểm tra lại cái uh, men gan trong vòng 4 đến 6 tuần. Còn nếu như mà tăng men gan ALT dưới 3 lần giới hạn trên thì mình sẽ tiếp tục cái liệu pháp điều trị và lặp lại cái việc kiểm tra enzyme gan trong vòng 4 đến 6 tuần. Về theo dõi độ an toàn của thuốc liên quan đến uh, những cái trường hợp mình nói là về đau cơ Uh, khi mà sử dụng statin thì nó sẽ theo dõi qua là cái men CK là enzyme cơ creatinine phosphokinase thì tần suất mình đo là lúc nào là trước khi điều trị trước khi bắt đầu sử dụng statin thì mình sẽ đo và nếu mà khi mình đo ra nó lớn hơn 4 lần giới hạn trên thì không bắt đầu statin và phải kiểm tra lại cho đến khi nó giảm thì mình bắt đầu statin. Và vì theo dõi thường quy CK này thì có cần thiết hay không thì là không cần thiết. Và như vậy thì khi mà cái men cơ retin kinase này nó tăng lên thì mình sẽ phải xử trí như thế nào thì tùy vào mức độ tăng của nó. Nếu mà tăng trên 4 lần giới hạn trên, uh, trên 4 lần giới hạn trên và dưới 10 lần giới hạn trên. Và tùy vào nếu mà có triệu chứng thì mình sẽ phải ngưng còn nếu không có triệu chứng tức là không có đau cơ không có uh, biểu hiện về phim cơ thì mình sẽ có thể là tiếp tục nhưng mà phải theo dõi ck này giữa là 2 đến 6 tuần còn khi mà men ck này tăng trên 10 lần giới hạn trên thì bắt buộc là mình phải ngưng statin kiểm tra lại chức năng thận và theo dõi cái men này mỗi hai tuần còn nếu như mà men ck này tăng dưới 4 lần giới hạn trên thì tùy vào việc có biểu hiện triệu chứng hay không và triệu chứng là có gia dẫn hay không để mà mình quyết định là có ngưng hay không về những đối tượng mà nên được kiểm tra đường huyết hoặc là HbA1c trong quá trình sử dụng statin thì thứ nhất là những người bệnh có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc là đang điều trị bằng statin liều cao ngoài ra là những người già hoặc là người mắc hội chứng chuyển hóa béo phì các dấu hiệu khác insulin khác thì cân nhắc là kiểm soát đường huyết và phần thứ ba em xin đi tiếp là những lưu ý khi sử dụng non satin thì hiện nay là Ezetimibe là đã có ở thị trường Việt Nam còn các non satin khác thì là chưa có hoặc là có thể là sắp có. À, cho nên là em sẽ đi chi tiết hơn ở những cái lưu ý khi sử dụng Ezetimibe thì Ezetimibe về cơ chế tác dụng là nó giảm hấp thu cholesterol ở ruột dẫn tới là giảm cholesterol cung cấp cho gan từ đó làm tăng bồn những cái thụ thể LDL ở tế bào gan và từ đó nó giảm giảm LDL ở trong huyết tương và mức độ giảm LDL của nó là 18% đơn trị và nếu mà với hợp với statin có thể tăng thêm 25%. Về uh, nó là liều dùng thường ngày của nó là 10 mg một ngày đường uống và thận trọng là không khuyến cáo cho bệnh nhân suy gan trung bình hoặc là nặng. Về phản ứng có hại của thuốc thì nó có thể gây tăng men gan, đau khớp, uh, có thể là nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu cơ vân, phản ứng trên da vân vân. Về tương tác thuốc thì nó có thể là tương tác với silosporin fibrat, về thuốc kháng axit mật. Về theo dõi thì mình sẽ theo dõi các xét nghiệm lipid máu toàn thuốc từ cơ quan y tế Canada liên quan đến việc sử dụng ezetimai thì ghi nhận là có 42 trường hợp là tổn thương gan do do sử dụng ezetimai uh, khi mà sử dụng ở ngoài thị trường đặc biệt là có một cái trường hợp người Canada thì bị tổn thương gan là khi chỉ sử dụng đơn trị ezetimai ngoài ra thì người ta cũng thấy review thấy là một ít trường hợp hiếm là có phản ứng nghiêm trọng trên da tuy nhiên là có mối liên quan nhân quả giữa việc là sử dụng ezetimai và cái phản ứng ngoài da nghiêm trọng này cho nên là ở cơ quan y tế Canada người ta hướng dẫn cho những chuyên gia chăm sóc y tế là khuyến cáo nhân chuyên gia là đầu tiên là mình sẽ phải uh, cân nhắc là theo dõi chức năng gan trước khi bắt đầu sử dụng ezetimibe và trong quá trình sử dụng ezetimibe đặc biệt là trong dù là dùng, dùng đơn trị hay là dùng phối hợp với statin hoặc là phenofibrate cái thứ hai là các chuyên gia này phải hướng dẫn cho bệnh nhân biết về những dấu hiệu của tổn thương gan khi mà sử dụng ezetimibe để có thể báo cho bác sĩ uh, báo cho chuyên gia khi mà gặp vấn đề và thứ ba là phải hướng dẫn cho uh, người bệnh biết được những cái triệu chứng của phản ứng ngoài da nghiêm trọng ví dụ như hội chứng Stevens Johnson hội chứng TEN stress để mà ngưng ngay lập tức Uh, timami và tìm kiếm sự giúp đỡ từ uh, bác sĩ Vậy thì còn về tương tác thuốc của sctima với các thuốc như thế nào thì với thuốc các axit mật thì thuốc này là hầu như đối với các thuốc nó đều làm giảm hấp thu các thuốc khi mà dùng chung trong ống tiêu hóa cho nên là mi sẽ được khuyến cáo là nên dùng trước uh, thuốc các axit mật ít nhất 1 tiếng hoặc là sau axit sau cái thuốc này ít nhất là 4 tiếng còn đối với phenophi khi dùng chung thì sao thì phenofridat có thể làm tăng cái độc tính của ezetimai đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh cơ và sỏi mật có thể tăng lên và vì vậy mà khi mà sử dụng chung hai thuốc này thì mình phải theo dõi dấu hiệu bệnh cơ và sỏi mật khi dùng đồng thời còn đối với silosporin thì ezetimai có thể làm tăng nồng độ silosporin mà silosporin có thể làm tăng nồng độ của ezetimai cơ chế thì vẫn chưa có rõ cho nên khi dùng chung thì mình chỉ phải là chỉ, mình phải nên là theo dõi hiệu quả độc tính đặc biệt là ở những bệnh nhân suy thận nặng Tiếp theo là về thuốc ức chế PCSK9 thì mọi người đã nghe rất là nhiều từ báo cáo của thầy Vũ cũng như là cô Trang. À, đầu tiên là em sẽ đi um, về kháng thể đơn dòng là Alirocumab và Evolocumab. Thì có chế tác dụng ở đây là kháng thể đơn dòng này nó sẽ gắn kết và bất hoạt PCSK9. Thì PCSK9 là gì? Nó là một protein được tổng hợp tại tế bào gan và khi mà nó gắn với thụ thể LDL trên tầm mặt với tế bào gan thì nó sẽ bị phân hủy vào lysosome sơ thì từ đó và nó sẽ ngăn cản việc tái tạo cái LDL thụ thể ở trên bề mặt tế bào gan vì vậy nếu mà mình gắn kết và bất hoạt cái PCSK9 thì nó mình sẽ bảo tồn được số lượng thụ thể LDL ở tế bào gan từ đó là nó sẽ tăng uh, thải trừ LDL từ tuần hoàn về tế bào gan và từ đó là giảm LDL trong máu mức độ giảm của kháng thể đơn dòng PCSK9 này là từ 45 đến 64 phần trăm và độ dùng ở đây là mình dùng tiêm dưới da mỗi hai tuần hoặc là mỗi 4 tuần và về thận trọng thì là có những trường hợp đã được ghi nhận là phán, uh, phản ứng quá mẫn nặng cho nên là uh, mình sẽ phải thận trọng theo dõi uh, về vấn đề quá mẫn khi mà sử dụng kháng thể đơn dòng ở chế chính này Về phản ứng có hại của thuốc thì người ta ghi nhận là có một vài phản ứng uh, có trăm trong các thử nghiệm là có phản ứng tại vị trí tim hay là tăng gan khoảng 2% hoặc là tiêu chảy uh, tương tác thuốc thì người ta chưa ghi nhận và theo dõi trong quá trình sử dụng thì là các xét nghiệm đi bít máu hoặc là phản ứng quá mẫn về thuốc ức chế pcr chính can thiệp ina uh, như là cô đây nó chia sẻ rất là kỹ về cơ chế tác dụng và thuốc của nó tên là inlisiran thì ở đây em chỉ nói về cái phần kết quả của cơ chế tác dụng đó chính là thuốc này nó sẽ được hấp thu vào tế bào gan nó xúc tác phân hủy trực tiếp em uh, INA, uh, INA thông tin của pcr chính và nếu như vậy thì nó sẽ làm giảm đáng kể số lượng BCS cơ chính và khi nó làm giảm số lượng BCS cơ chính thì nó làm tăng cái thụ thể LDL tại bề, bề mặt gan và khi đó thì nó sẽ tăng hấp thu LDL cholesterol từ máu vào tế bào gan và làm giảm đáng kể cái nồng độ LDL cholesterol trong máu và mức độ giảm nó sẽ từ là 48 đến 52% về đường dùng của Inisiran là tiêm dưới da ngày thứ nhất À, ngày thứ 90 và sau đó là mỗi 6 tháng phản ứng có hại của thuốc thì người ta ghi nhận trong các thử nghiệm ACT là có kháng thể kháng thuốc tỷ lệ 5% và có đặt ra là kháng thể kháng thuốc này có ảnh hưởng đến hiệu quả và độ an toàn của thuốc không thì câu trả lời là không có ảnh hưởng và tiếp theo đó là phản ứng tại vị trí tim là khoảng 8% đau khớp hoặc là viêm phế quản về tương tác thuốc thì vẫn chưa được ghi nhận thì mình cũng phải theo dõi các xét nghiệm lipid máu để mà theo dõi hiệu quả của thuốc Tiếp theo là pembedoic acid thì về cơ chế tác dụng của non-statin này nó là một thuốc ức chế ATP citrate lyase là một loại enzyme ngược dòng của HMC của enzyme reductase trong con đường tổng hợp cholesterol và vì vậy nó sẽ ức chế tổng hợp cholesterol ở gan và nó làm tăng số lượng thụ thể LDL tại tế bào gan từ đó tăng hấp thu LDL từ máu về tế bào gan và làm giảm LDL trong máu mức độ giảm LDL của nó là từ 17 đến 18 Về liều dùng là 180 mg một ngày và thận trọng trên những bệnh nhân là tăng axit uric máu hoặc là đứt gân. Hưởng có hại của nó là tỷ lệ tăng axit uric uh, tăng axit uric máu lên tới 16 suy thận 11 uh, tiểu máu, uh, sỏi mật khoảng 2 phần trăm, đứt gân là mặc dù là hiếm nhưng có là 1 phần Về tương tác thuốc là với benzoic acid khi mà sử dụng chung với loại simvastatin hay là sẽ làm tăng cái nồng độ khai thuốc này làm tăng nguy cơ phản có hại của statin cho nên là tránh dùng đồng thời uh, simvastatin trên 20 mg một ngày hoặc là ravastatin là 40 mg một ngày khi mà dùng chung với benzoic acid và mình theo dõi các xét nghiệm lipid máu cũng như là dấu hiệu của bệnh đức, uh, của bệnh gân hay là đứt gân hoặc là những dấu hiệu của tăng axit uh, uric máu và cuối cùng là thuốc gắn với axit mật thì có các chế phẩm có các hoạt chất là colesevilam, uh, cholesteramin, cholesterol thì có chế tác dụng của nó là thuốc này nó sẽ hình thành phức hợp không hấp thu với axit mật ở ruột từ đó là tăng tổng hợp axit mật từ cholesterol và tăng thụ thể LDL từ tế bào gan và giảm LDL cholesterol trong máu mức độ giảm LDL cholesterol của, của nó là từ 15 đến 27 phần đường dùng và đường uống và phản ứng có hại của nó đây là tăng triglyceride là có thể là gây viêm tụy cấp tắc ruột táo bón vân vân và thuốc này thì khi mà nguyên tắc chung là khi dùng chung với các thuốc khác thì nó hay giảm hấp thu các thuốc khác trong đường tiêu hóa cho nên mình sẽ nhớ là mình sẽ dùng cái thuốc khi thuốc khi dùng chung với thuốc này là ít nhất là trước một tiếng và ít nhất là sau 4 tiếng đối với thuốc này về theo dõi là mình sẽ theo dõi các dấu hiệu về tăng triglyceride phim tụy cấp hay là cái dấu hiệu tắc ruột và cuối cùng là em đi tới phần ca lâm sàng thì ở đây là có một bệnh nhân nam 34 tuổi nhập viện vì đau ngực thì bệnh sử là cách nhập viện 3 tiếng thì người bệnh xuất hiện là ba cơn đau ngực khi đang nghỉ đau kiểu đè nặng siết chặt vùng ngực trái và sau xương ức không lan cường độ là 8 đến tám đến chín đến mười à, kéo dài là khoảng 5 phút kèm khó thở không bỏ mồ hôi không buồn nôn không nôn nhập viện nhập cấp của bệnh viện học y dược trong quá trình bệnh thì không sốt bệnh nhân uống bình thường tiêu tiểu bình thường thì tiền sử của người bệnh này là bệnh mạch vành ba nhánh đã can thiệp LAD tháng sáu hai còn hẹp LCX uh, RCA BLV và không tuân thủ. Và người bệnh này là không tuân thủ và đã bỏ không tuân trị và đã bỏ thuốc trong một thời gian rất là dài. người bệnh này còn có tiền sử là tăng huyết áp của bệnh Goodman, ờ vảy nến thể bã, điều trị không thường xuyên đã tự ý ngân thuốc là 6 tháng nay. Thói quen là hút thuốc lá 14 gói một năm. Thì cho nó có người bệnh là nhồi máu cơ tim cấp không hết trên lên nguy cơ cao clip 1, nghĩ là ngày 3, bệnh 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 nhanh nó stand uh, LAD vào tháng 6/2022 còn hẹp LCX RCA BLV tăng huyết áp nguyên phát viêm viêm khớp mạng, bệnh thận thuộc ở nhà dày và bẫy nến. Thì đây là các kết quả cận lâm sàng về chỉ số lipid huyết giữa hai năm 2022 và năm 2024. Thì ở năm 20 là cả kết quả xét nghiệm ở cả hai năm thì cholesterol tổng phần, area cholesterol và triglyceride đều rất là đều cao. Triglycerid thì hơi cao. Ờ, thì để, ở đây là ý kiến của bác sĩ thì bệnh nhân là có area cholesterol cao hơn so với mức nền, cộng kém đáp ứng với điều trị và xảy ra thêm biến cố tim mạch trong vòng 2 năm từ hội chứng mình cấp thì bác sĩ uh, quyết định là dùng rosuvastatin là 40 mg kèm với ezetimibe 10 mg và cân nhắc là sử dụng BCSK9 trong thời gian là ngoại trú. Thì uh, việc sử dụng rosuvastatin là 40 mg mà đang chống chỉ định ở dân châu Á cho nên vậy thì uh, mình sẽ cân nhắc như thế nào? À trước mắt là mình sẽ đi vào mục tiêu LDL cholesterol ở bệnh nhân này thì đối với um, uh, khuyến cáo của hiệp hội tim mạch châu Âu năm 2023 về điều trị uh, nhồi máu cơ tim cấp thì uh, đối với bệnh nhân là đã sử dụng satin hay là sử dụng satin liều thấp B, uh, bất kể là area có tên là mức nào khi mà nhập viện vô với uh, hội chứng bệnh cấp thì đều sẽ phải bắt đầu là uh, statin cùng độ cao là mức khuyến cáo là một và có thể là phối hợp thêm uh, với lại ezetimibe là mức khuyến cáo là 2B và mục tiêu uh, điều trị ở đây là LDL cholesterol sẽ là dưới 55mg trên decilit. Như vậy thì uh, Um, bệnh nhân năm 2024 khi nhập viện vô bên đây là LDL cholesterol là 151 mà để giảm dưới để giảm tới 55 mg trên lít thì cần phải giảm trên 70% uh, cholesterol mà khi mà mình phối hợp uh, statin cùng độ cao cộng với ezetimibe thì tối đa là tầm khoảng là 65%. Như vậy là cái việc cân nhắc của bác sĩ là có cân nên cân nhắc với vi 9 không thì cũng là phù hợp. Và Tiếp theo nữa là như là tiến sĩ Vũ có chia sẻ là đối với bệnh nhân mà uh, xuất hiện bệnh tim mạch xuất hiện uh, bệnh tim mạch do sơ vữa lần thứ hai, biến cố lần thứ hai trong vòng 2 năm thì uh, uh, mình có thể là cân nhắc là LDL cholesterol là dưới 40 mg/dL, nhưng mà ở đây mình cân, uh, ở đây là khuyến cáo nó có ghi rất là rõ là nếu như mà bệnh nhân xuất hiện biến cố lần thứ hai trong vòng 2 năm về bệnh tim mạch do sơ vữa trong khi là sử dụng tối đa statin cường độ đợt, Uh, sử dụng ta tin liệu tối đa dung nạp thì mục tiêu mình mình nói cân nhắc là sẽ là area của tôi là dưới 40 mg trên thì ở bệnh nhân này em đã khai em cùng với bác sĩ đã khai thác lại là bệnh nhân đã bỏ trị rất là lâu luôn cho nên là như vậy có nghĩa là mình không chắc như vậy có nghĩa là mình đang chưa sử dụng satin tối đa thì có thể là mình nên mục tiêu của mình nên sẽ là 55 tức là dưới 55 mg trên hơn là mình nghĩ là dưới 40 mg trên thì cái này chắc là em xin ý kiến của uh, thầy bình với là anh vũ ạ à. dạ dạ về uh, can thiệp dự lâm sàng của em ở trên ca này thì em sẽ trao đổi lại với bác sĩ là em xin ý kiến của bác sĩ là cân nhắc thứ nhất bởi vì là bệnh nhân đã bỏ trị thì mình không biết là cái mức LDL cholesterol tức, tức là mức đáp ứng của bệnh nhân với lại statin của nội cao sẽ như thế nào thì bây giờ mình sẽ uh, có thể là cân nhắc bác sĩ là tiếp tục rosuvastatin 20 mg phối hợp với ezetimibe 10 mg đánh giá lại LDL sau 4 tuần hoặc là chuyển sang a tọt là 80 mg phối hợp với ezetimibe đánh giá lại trong vòng 4 tuần và theo dõi các phản ứng có hại thuốc như là tăng men gan đau cơ hay là tiêu cơ vân và sau trao đổi giữa em và bác sĩ thì bác sĩ đã chuyển sang là a atorvastatin là 60 mg bởi vì cũng rất là cần nhắc bởi vì sợ cái những cái phản ứng có hại của thuốc như là đau cơ, uh, tăng men gan và acetimy là 10 mg và cũng và bệnh nhân này sẽ được theo dõi rất là là kỹ ở ngoài ngoại trú để mà mình biết là mình có nên tăng liệu tối đa atorvastatin hay không. Và một câu hỏi cuối cùng đó là bữa nay mình thấy là cái cái Trilis là uh, khoảng 181 mg lít thì như vậy là người bệnh này là có chỉ định điều trị tăng lịch, tăng tri hay không thì uh, theo khuyến cáo của hiệp hội tim mạch châu uh, Âu 2019 thì ta tin là đầu tay khuyến cáo uh, để mà giảm nguy cơ tim mạch ở những bệnh nhân nguy cơ cao nhưng mà mức uh, với tăng triglycerides là trên 200 mg trên thì bệnh nhân này chỉ mới tăng là 180 mấy thôi. Tuy nhiên là statin đã được sử dụng để dự dụ, phòng biến cố tim mạch Đà, biến cố dự phòng thứ pháp biến cố tim mạch do sơ vữa cho nên là satin mình sử dụng vừa giảm được LDL đơn đơn, mà vừa giảm được cái triglycerides dạ, thì em xin kết thúc và chia sẻ của em ở đây luôn ạ à. dạ à, Cảm ơn nghị sĩ anh thư. À, chúng ta thấy rằng là việc sử dụng thuốc à, ngoài việc mà hiểu rõ cơ chế là tất cả những khuyến cáo chúng ta còn à, cần phải à, rất là thận trọng khi mà sử dụng trên lâm sàng và dược lâm